Xin chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng xe vlog. Thì hôm nay shop xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm, đó là gắp và cạc te của các dòng xe Super Rim Future 1 và Future 2. Thì giờ mình đầu tiên mình sẽ nói về cái bộ gắp cạc te của Super Rim trước. Đây, và đang ở trước mặt anh em đây chính là bộ gắp cạc te của xe Super Rim. Đây mình lấy ra đây. Để mình chỉnh xuống. Đây. Thì Super Rim này mình bán với giá là 800. Thì với 800 thì anh em có gì nào? Đầu tiên là một cái cạc te rất là mới nha anh em nha. Cạc te phải nói là rất là mới luôn. Trắng sáng rất là đẹp, chưa có bị chảy xước nhiều. Đây có một vết chảy nhẹ này, đây, nghe chỗ này thôi. Ngoài ra thì không có một vết nào gọi là đáng để hết. Có tem đầy đủ luôn nha anh em nhá, tem đầy đủ luôn. À, tem này. Rồi qua đây thì gắp thì còn cực kỳ mới, gắp còn rất là mới. Đó, gắp là còn rất là mới luôn. Đó. Mới, chưa bị mục, chưa bị chảy xước gì, gắp còn cực kỳ đẹp. Đây, cái mặt bên này rất là mới luôn. Thì giá mình bán bộ này là 800. Anh em nào mua thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại là 0915 434 973. Rồi mình sẽ để đây. Tiếp theo thì mình sẽ lấy đến cái bộ của Future 1 đi. Future 1 thì shop có hai bộ. Thì Future 1 này chúng ta gắn được cho Alpha nha các anh em. Có điều là nó không đúng vào đời thôi, nhưng mà gắn được anh em nhé. Đây, Future 1. Future 1 thì mình có hai bộ. Thì một bộ mình sẽ nói về một cái bộ này trước. Bộ này thì giá rẻ hơn một xíu so với bộ kia. Đây, bộ này Future 1 đây anh em, rất là đẹp. Future 1 thì đồ của nó gắn được cho Alpha nha anh em nhé, 110 nữa, V110 cũng gắn được luôn. Còn nắp cao su đây luôn nhá, nắp để che luôn, nó rất là đẹp. Anh em mua là có đầy đủ ốc cho anh em nhé, có đầy đủ 4 con đây, 1, 2, 3, 4, tất cả đều là ốc zin anh em nhé. Rồi mình quay lại mặt sau cho. Đây, tem này cũng là tem zin luôn này. Đấy, xích tải này, cái tem này bị rát rồi, tem thông số lốp thì bị rát rồi. Thì bộ này mình bán với giá là 800, thì tại vì ở trong đây cái gắp này nó tương đối là hơi bị nổ rồi. Mình bán với giá là 800, chỗ này nó chỉ bị một xíu ở đây thôi, không ảnh hưởng gì đến sử dụng anh em nhé. Còn lại rất là mới, không vấn đề gì hết, không có bị mục. Gắp thì anh em mua để anh em phải để ý là gắp xem nó có bị mục hay không. Nếu như mà nó đã có dấu hiệu bị mục rồi thì chúng ta không nên mua. Tại vì mua về sử dụng một thời gian thì nó sẽ không thể sử dụng được nữa. Thì chúng ta không nên mua những cái gắp mà đã bị mục rồi, hoặc là có dấu hiệu bị nứt. Tại vì những cái đó sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị hư hỏng nặng ra và rất là nguy hiểm. Đó, khá là đẹp. Đây, trong đây anh em có thể thấy là cái gắp này ở trong đây nó còn 7 màu luôn em. Em phải thấy chưa? Đây. Đấy, trong đây nó còn 7 màu luôn này. Không có nói xạo đâu. Đó, 7 màu luôn. Rồi. Thì bộ Future 1 này đây, so bán với giá là 800. Còn một bộ nữa. Bộ này thì đẹp hơn. Mọi thứ nó chuẩn chỉ hơn một xíu. Thì shop bán với giá là 1 triệu. Thì anh em mà thích chơi đồ keng, cực keng thì sẽ đụng vào bộ này. Bộ này rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp luôn anh em.
đó, phải nói rất là đẹp luôn đó. Để chậm chậm cho anh em thấy, đưa sát vô nè, đó quá đẹp luôn đúng không? Cái nắp này này đúng nắp của nó luôn, cứng ngắc luôn, rất là đẹp. Ốc zin hết nhà anh em nhé. Khi anh em mua thì mình sẽ tặng cho anh em ốc cacten này, tất cả đều là ốc zin, và ốc cacten này rất là khó kiếm ở ngoài thị trường nha anh em. Đây quá đẹp, cacten mặt sau cacten rất đẹp luôn. Đây là gắp này, gắp của cái này thì nó chưa bị nổ như gắp của kia, nhưng mà cả hai đều sử dụng rất là tốt. Đây những cái đường hàn của nó chưa bị rời, còn rất là đẹp, không có dấu hiệu là bị chày hay là bị mục, bị sét, không hề. Bộ này là bộ của Future 2 thì bộ này rất là đẹp, thì mình bán với giá là 700. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình. Bộ này rất là đẹp, phải nói là rất rất là đẹp luôn. Mình thật sự là, tại vì xe mình cũng là xe Full 2, ngoài kia là anh em có thể thấy buổi này mình đang quay buổi tối, nó hơi tối đấy. Đó là chiếc Future 2 của mình, thì mình cũng đang đi chiếc Future 2 chứ không phải là đi xe gì cao sang đâu anh em ạ. Tại vì không phải là mình không mua được chiếc xe đời cao hơn, mình cũng có Everblade nữa, nhưng mà mình không thích, tại vì xe số nó gắn bó với mình lâu rồi, và mình cũng chỉ bán đồ xe số thôi, mình không bán đồ tay ga. Tay ga thì mình chỉ có bán phuộc thôi, nói thẳng với anh em là như vậy. Và Ben Vision đấy, tay ga mình chỉ có hai loại đồ đấy thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình. Những cái cặp cacte gấp cacte này rất là đẹp, thì do đó là mình bán với một cái mức giá không hề thấp, nói thẳng với anh em là không hề thấp luôn. Chỉ có bộ này là thấp thôi, bộ này là 700, tại vì thực sự là cái Full 2 này ít người gắn. Mình nếu mình bán cao theo ý mình muốn thì sẽ không có nhiều người mua được đấy, và rất là khó bán, nên là mình bán với giá 700. Thật sự là cái cặp gạc te này rất là đẹp luôn em, nhìn như là hàng mới vậy, nhưng mà nó là hàng theo xe, phải nói rất là xuất sắc, cả ba bộ luôn rất là đẹp. Không, tại vì đợt này mình có đi tuyển tuyển hàng nên là mình tuyển được những cái bộ rất là đẹp này. Mình mua vô hàng tuyển mà anh em mua vô giá cao thì mình phải chấp nhận bán ra giá cao, nhưng mà những anh em là biết chơi thì mình nói thẳng là không tiếc tiền với những cái bộ này, thật sự là như vậy. Đó, rất là đẹp. Đây có, đây có tem luôn, đây còn tem gấp đây luôn. Đó, hàng này là bao với anh em là hàng zin nhá, zin từ A đến Z, zin từ đầu đến chân. Anh em mua về chỉ có việc gắn vô sử dụng thôi, không phải suy nghĩ về vấn đề là zin hay không zin. Tất cả đồ bên shop bán, nếu đã nói với anh em là zin thì cam kết nó là zin hoàn toàn. Mình bán thì mình có sao mà nói vậy thôi anh em ạ, không có vấn đề gì cả. Nếu mà chứ mình bán mà mình mua bán không nói có thì nó kỳ, nên là mình cứ có sao mình nói vậy thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với shop qua số điện thoại 0915 434 973, hoặc là kênh Facebook Trần Đạt, cũng như là có thể để lại bình luận ở phía dưới Facebook thì shop sẽ chủ động trả lời và gọi điện cho anh em. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái bộ các cạc te khác, đó chính là Future 2. Đây bộ này rất là mới luôn, rất là mới, rất là chất. Đó, rất là đẹp luôn em, nhìn cái nước sơn của nó thôi là thấy nó mới cỡ nào rồi đó. Thật sự shop tuyển được những bộ gấp cà te này là phải nói là rất là ưng ý luôn, rất là đẹp. Và bán thật sự là chỉ muốn bán cho những anh em biết chơi thôi. Hồi xưa mình có bán cho một anh là không biết chơi, thì không phải là không biết chơi mà là có vẻ là mua xe chỉ để xài chạy thôi chứ không phải là biết chơi lắm. Anh ấy mua đồ cũng đẹp. Để đây anh ấy mua cái gấp cà te của mình cũng là 800, mà hồi đó thì cái gấp cà te này nó xuất sắc hơn cái gấp cà te 800 này một phần nào cũng khá là nhiều.
mới tới mức mà cái mặt trước của nó chưa bị xước luôn em. Nhưng mà rồi anh ấy cũng kiểu chạy xong rồi cũng nghĩ rim là để chở đồ, rồi cũng chở đồ, cũng đi xình lầy này kia. Và một hôm anh ấy quay lại shop để mua một cái món khác thì shop nhận không ra được cái cặp cà tem mình đã bán cho anh đó. Cảm thấy rất là tiếc vì cặp cà tem 800 thời đó đối với mình nó là một cái thứ rất là đẹp. Mình nghĩ là chỉ có mình bán cái bộ đó 800 thôi luôn á, tại vì nó quá đẹp, mình không thể nào bán giá thấp hơn được. Những anh em nào biết chơi là chắc chắn là không tiếc tiền với những cái bộ này. Đây, anh em hỏi mình là anh ơi em mua cạc tem mới được không, thì mình nói là ok cạc tem mới cũng được, mới cũng được, nhưng mà thứ nhất là nó có hai cái như vậy anh em ạ. Cạc tem mới thì cái chất liệu của nó rất là mỏng, nó làm cái cạc tem rất là mỏng, dễ bị móp lắm. Đây mình nói như là cái Supreme này, Supreme này thì mình bán với giá 800, mình cũng đã có báo giá rồi. Tại sao mà cái Supreme này rất là nhiều anh em mua là tại vì cái này của nó rất là mỏng, cái thằn này của nó rất là mỏng luôn, mỏng lắm, nên là người ta phải mua nè, búng vô nghe là thấy nó mỏng lắm đó. Nên là thường là những anh em chơi một thời gian là nó sẽ bị mục lủng xét rất là dễ bị cắn móp nữa, thì họ mua. Mà cái đồ heo xe nó đã mỏng vậy rồi thì anh em biết cái đồ hãng, đồ mua mới nó sẽ mỏng hơn nữa. Đồ mua mới là chắc chắn nó sẽ mỏng hơn. Do đó là không ai, ít người đi mua mới lắm. Tại vì, và cũng là cái nước sơn mới, nước sơn của xe mới, đồ mới nó không giống nước sơn zin này anh em ạ. Nó sẽ sáng hơn, gắn vô cái xe nó không có được liền. Đó, anh em phải hiểu những có cái những cái vấn đề mà tại sao người ta lại mua hàng theo xe mà ta không mua hàng mới, nó là như vậy. Thì đó là những cái kiến thức mà mình chia sẻ với anh em thôi, tại vì mình cũng không thể nói nhiều ở cái đây được, tại vì mình gặp trực tiếp mình mới có thể giải đáp những cái thắc mắc của anh em được, thì mình chỉ nói như vậy thôi. Còn cái cách nhận biết thì full 1 thì nó sẽ có 3 cái sọc ở đây đó. Còn của Supreme thì nó sẽ không có cái sọc nào, cũng như là không có cái viền này trồi lên này. Anh em sẽ thấy, để mình đưa lại gần cho anh em nhìn. Đây, đây nó có hai cái viền, đây là cái viền không có viền nào là của Supreme này. Đây nó có một cái viền lên này, đó, thấy một cái viền lên này không? Đó, để nét cho cho. Nó có một cái thằng này này, đó, thì cái G này nó là một là của xe Alpha, hai là của xe Future 1, thì nó có viền nhẹ lên như vậy thôi. Đây, còn qua bên cái Future 2 này thì nó viền cao lên trên đó, cao lên hơn đó. Đó là Future 2 hay là RS. Thì những cái thông tin kiến thức cơ bản đến với anh em để anh em nhìn mua nó đúng cái đời xe của mình. Thì đây mình báo giá lại luôn. Future 1 hai cặp. Một cặp chứ, lộn, mình xin lỗi. Một cặp thì cái cặp cạc tê bên này. Đây. Đây, cặp tê này. Mình báo với anh em là 800. Rất là đẹp. Rất là đẹp, chỉ có một cái là cái tem này nó bị rát thôi. Cũng như là ở sau này nó hơi nổ sơn một xíu. Còn lại là hình thức là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây 7 màu luôn này. Đó, anh em mua về gắn vô chạy là hết ý, xe rất là liền. Cặp tiếp theo là Future 1. Cặp Future 1 này thì đẹp hơn cặp kia một xíu. Thì cặp này mình bán với giá là 1 triệu. Đó, đây cặp Future 2 mình bán giá là 700. Cặp này, cặp Super mình bán giá 800. Tất cả những mặt hàng ở đây là mình chưa có bao ship anh em nhé. Anh em khi mà mua hàng thì sẽ phải chịu thêm phí cước gửi nữa. Hoặc là anh em có thể đến tận shop ở địa chỉ là
49 xẹt 1 đường TL 51, phường Thạnh Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh. Địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới của video, góc dưới. Nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể gọi trực tiếp cho shop ở cái số điện thoại phía dưới, có Zalo luôn. Anh em nào có thể nhắn tin Zalo cho mình sẽ gửi hình ảnh đầy đủ chi tiết hơn cho anh em. Tại vì trong clip mình quay cũng khá là đầy đủ rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể đặt mua. Ở shop thì còn có nhiều cái video khác hữu ích, thì anh em có thể ấn vào shop, ấn đăng ký kênh để đón nhận những cái video mới từ shop. Mỗi ngày shop sẽ cố gắng đăng một video hoặc là hai ngày một video để cho anh em có thể xem, mình trau dồi kiến thức thêm cũng như là mình có thể mua bán trao đổi với nhau. Rồi, thì bốn bộ đây mình chỉ giới thiệu vậy thôi, mình còn một bộ nữa. Nhưng mà bộ này thì gắn xe nhà rồi nên mình không có lấy được. Đấy, bộ này cũng là super luôn. Đó, không có để giá. Thì đây, bốn bộ này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn anh em. Rồi, thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em.